Xin chào các em, ta sang bài mã số ID là 013, một cái bài minh họa của bộ. Bài này làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần liên quan đến lý thuyết dùng biểu đồ. Các em có thể tham gia khóa học bằng cách truy cập trang web ở trên thầy in màu đậm đây. Ok. Quay lại cái bài này thì phương pháp giải rất thuần chủng thôi. Người ta làm các thí nghiệm và các hiện tượng tương ứng. Các em phải căn cứ vào các hiện tượng này để chọn ra x, y, z đúng. Đó. Thế không có gì khó khăn cả. Đáp án thầy gọi là A luôn, rất nhanh chóng. Lý do tại sao thầy chọn là A? Bây giờ phải làm rõ để các em hiểu được. Đây thầy có là x và y cộng với CW lần tạo ra dung dịch màu xanh. X và y, các em nhìn thấy đây này. X và y này, đây chỉ cần nhìn đọc tiếng kệ này thôi. Cộng với CW lần thì tạo dung dịch màu xanh lam. Như vậy các em kiểm tra x, y của các đáp án, cái nào thỏa mãn thì chúng ta chọn. Thì thầy có là x và y, đáp án A là sắt và glu đều có nhiều OH kề nhau, vậy thỏa mãn. Đáp án B là sắt và alilin, thì alilin của thầy đó là amin, không phản ứng được loại. Tương tự như vậy, đáp án C, alilin cũng loại. Đáp án D là etinamin là amin cũng không phản ứng được với COOH lần. Như vậy kết quả đáp án là A. Đúng không? Quá nhanh nguy nhanh đúng không? Quá nguy hiểm.